Ôi nó cho sờ nó này. Ấy trời ơi. Được. Con vàng này. Còn con trắng này. Ấy. Rồi 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 rồi. Ôi buồn cười thật. Con này nó còn biết ngáp chứ anh em. Ten. Hey yo, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại video theo kênh của mình. Hôm nay mình vừa ra chợ mua được hai con chim yến phụng anh em ạ. Ở đây. Một con thì là màu vàng, còn một con màu trắng, trắng như ngọc luôn. Con này đẹp thật đấy này. Ở bên trong nó có màu xanh xanh như này. Còn bên dưới này là màu vàng, giống như kiểu con khuyên đột biến luôn. Mắt lỏ, chân lỏ, miệng lỏ. Gọi là cũng gì nọ rồi nọ vết anh em ạ. Một chỗ một má anh em nhé. Mình sẽ mang một lôi này về ghép sinh sản thử. Tìm lâu lắm rồi mới được gặp à, mới bắt được cái con này đấy. Ở đâu nhỉ, mới mua được cái con này đấy. Con bản ở trên mình không có ai bán. Được, để mình kiếm cái lồng cho bé. Tí xong rồi ngắm sau. Lồng chắc được quá nhỉ. Không sống rồi quá. Lồng trà mào anh em ạ. Đấy, hai con. Một bé trắng như ngọc. Con này đẹp thật anh em ạ. Công nhận. Nó trắng không chỉ trắng lông mà cần trắng trắng cả chân với cả mỏ chứ. Úi giời ơi. Hi, đẹp thật đấy. Một con vào đây. Giống như kiểu con chim thanh tước ấy nhỉ. Đấy, dây vào đi. Đấy. Hiểu lý chưa? Ôi giời. Xịn luôn. Ê, đau, đừng cắn. Con này vàng như kiểu con khuyên lột biến đâu đây em ạ. Con như kiểu hoàng khuyên ý. Nào thả vào đây. Đấy. Cũng gọi là khá thuần rồi anh em nhé. Không nhát với đâu. Mình sẽ ghép sinh sản. Cái con trắng kia là con mái kìa. Theo như bác bán kia bảo ấy là con trắng kia là con mái. Còn con trống là con màu vàng này. Lúc ở chợ mình mua ấy là nó có hai lôi. Một lôi là màu vàng còn một lôi là màu trắng. Mình định tính là mình sẽ mua cái lôi màu vàng này. Màu vàng bên tay phải này. Nhưng mà mang về ghép sinh sản chắc chắn là con của nó sẽ ra cái kiểu mà màu vàng như kiểu bố mẹ của nó. Nên là mình đã mua một con trắng là con mái, con trống là con vàng để mà ghép sinh sản thử. Để xem là khi mà nó sinh sản ra thì nó sẽ có màu gì anh nhé. Nó rất hơi kiểu như là vàng vàng trắng ấy, vàng trắng. Con này chắc là lai với con là màu xanh mà. Nên là ở phần cái lưng của nó kìa, nó màu xanh. Còn cái con vàng thì chắc là cũng lai với màu trắng rồi. Ở phần cánh của nó có hơi màu trắng trắng ấy anh em ạ. Đấy. Yến phụng. Ôi công nhận nó đẹp thật đấy anh em ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Mình mua hai bé này mấy con là 250 anh em nhé. Tổng là 500.000 hai con này. Cũng khá là mặn đấy. Nhưng mà biết làm sao. Loại này thì mình kiếm khá là lâu rồi. Nhiều anh em ở dưới Hà Nội thì cũng gọi là có nhiều. Nhưng mà để mà lật xe đi chuyển xe thì nó lại thường xa. Mình ngại ra đấy em. Nên là hôm nay gặp mua luôn. Chơi cho nó chất đấy anh em ạ. Ui, đẹp thật là sờ thế nào. Thế nó có dặn người không? Ui, đi. Ôi, nó cho sờ nó này. Ấy, trời ơi, được. Con vàng này. Còn con trắng này. Ấy, rồi. Đẹp chưa? Quá dữ luôn. Cái con trống này hot phết đấy. Hot ác cực. Từ cái lúc mà mình đi mua vào đấy nó đã hot rồi. Chét két. Mai kia chắc là thả ra chơi luôn. Nó thuần rồi tí. Con trắng này phá cực luôn. Nó nghịch ý. Két xét cọt. Đấy, đấy, đã bắt đầu đấy. Chèo lên kìa. Giỏi chưa? Thanh niên ơi, thanh niên. Phá thế này thì ai chịu nổi.
tuyệt vời. Như vậy là mình đã có thêm hai bé yến phụng, một vàng một trắng. Coi bộ ống chất chơi luôn. Đấy, trèo đây. Chỗ cảnh ý tưởng. Wow. Ổn chưa anh em ơi? Được luôn. Xịn luôn. Két chét cói treo cói. Đấy. Mang thêm hai cái bông gạo nữa. Xong cái lúa mạch này. Đấy, xời. Mang về cho chim ăn thử xem nó có ăn không. Nào, chị ong vàng, xịt ra cho anh cho cái bông này vào cho nào. Đấy. Ui. Thôi cứ bỏ trong này hết đi. Nó muốn ăn thế nào thì ăn, tí nó dọn. Này, ăn đi. Không thể ăn cái này này. Này. Ê, trời ơi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, không phải ngại nữa rồi. Ôi, một cười thật. Con này nó còn biết ngáp chứ anh em. Ôi dồi ôi. Này, chiến đi. Lúm lúa đi. Đây rồi, món này mà cho thì còn khoái hơn này. Ấy xời, ui dồi. Sợ luôn. Cắm vào đây. Đó. Ăn thế nào thì ăn nhá. Ui, ăn rồi anh em ạ. Con ăn rồi này. Ui, gió. Đấy, chiến đi. Lúm lúa đi. Cảm giác nhìn nó vẫn còn rất là mệt đấy anh em ạ. Kiểu như là mình mua về xong cũng gọi là di chuyển khá xa ấy. Nên cho nó nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi nhá. Ngoan lắm, ấy rồi. Ngoan. Cái này ghép mình xả được rồi, nó thuần kiểu này. Ui dồi. Kệ ở đây. Ấy. Ấy. Ủa, nó kêu gì nhỉ? Kẹp. Được chưa? Được hàng chưa? Hả? Được hàng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Tầm tháng nữa. Hả? Tầm tháng nữa. Sao tầm tháng nữa? Sang năm. Con này phải sang năm. Bấy chín thế này thì chết. Mình cũng có mấy anh em nữa xuống bấy lại con trà mà hôm nọ mình bấy dở trên kia anh em ạ. Bấy dở trên kia kìa. 3 ngày rồi vẫn chưa được. Dở thật. Con này nó sợ con mồi của chú. Nó quấn con chim mồi của anh trai, anh Quảng rồi. Treo 3 mồi vào không dám xuống luôn. Sợ thật. Ban đầu vẫn xuống chứ. Mang con mồi của chú lên treo nó không dám xuống. Tịt luôn. Nó chuồn luôn. Một cách lạ, lạnh lùng. Lợi xem tí nữa xem nó có về không. Đang chờ đang lợi em nó về lồng lắm rồi. Hả? Ừ, tăng nắng rồi. Ấy. Đây đây. Kia bên này này. Bác bên này. Anh em mình vừa tìm được một cái tổ ong ở cái ngọn cây kia. Đấy anh em thấy chưa? Một cái tổ ong mặt quỷ. Cũng gọi là hệ to đấy nhỉ. To rồi. Đi xuống dưới xem tổ trong đất đi. Đi không? Xuống dưới tìm tổ dưới đất nó. Tầm này thì chắc là nó chưa lên dưới đất hết rồi mà. Nhưng mà ghép được cái... Nếu mà ghép được cái tổ ở dưới lớp đó đây thêm thì chắc là nó sẽ vã hơn đấy. Có nếu mà... Còn nếu mà mình bắt cái tổ ngọn cây nó đi không thì... Cũng sẽ bị chập. Quá. Ừ. Được ít quân. Lượn không biết xem nào. Cái con này nó dứ cơ. Nên ra là phải... Là ông này hung dứ lắm. Thì toàn chi lấy hết quân. Quân triều đình. Xuống dưới xem đi.
một cái tổ chim sâu vừa đang làm dở dang, làm dở dang thì đúng hơn nhỉ. Úi, thấy không? Ôi rồi, nó mà gãy không chỉ có mà chạy vạt mạng. Hố? Chỗ nào? Tệ. Nóng tắm mình cần nọ. Ở chỗ nào mày? Ờ. À. Ôi con chim gì nhở? Ôi anh ơi. Không biết là chim gì luôn. Ôi chắc cút rừng nhở? Hay cút rừng? Đúng không, chim cút rừng, cái chắc cút rừng rồi. 4 quả luôn anh em ạ. Đây. Chim cút rừng. Cái này chỉ cần mang thòng ra gài xung quanh chắc là được con mẹ nó đấy. Với gốc cây này, gốc cây cà phê bé cực luôn. Kìa đó, kìa đó. Mày mà không dẫm ấy, ở dưới đất kiểu này. Di chuyển trên này gặp bố mẹ mình đang đi tỉa cà anh em ạ. Đây là nước cà phê của mình nha. Cà phê ở cái thời điểm mà trái nó bằng tầm này, bằng cái đầu ngón tay này, là mình sẽ tỉa bấm mấy cái ngọn này, mấy cái mầm non này đi, để giữ lại cái cành mà nó có trái thôi. Đó, cả mấy cái cành mà nó kiểu như là gọi là cái cành số 2 ấy. Này, đây là cành số 1 này. Còn cái cành số 2 này mình cũng vặt bớt đi, không giữ nữa. Đến thời điểm bây giờ không cần phải giữ cành nữa, mà mình sẽ giữ quả thôi, để cho những cái chất dinh dưỡng nó sẽ nuôi quả của nó tốt hơn, cũng như là được chiếu vào nhiều ánh sáng hơn. Như dậm thế này nếu mà không tỉa bớt đây là quả nó sẽ bị rụng, hay còn gọi là bị cái gì nhỉ, bị rụng trái, gọi là vàng à, rụng trái non. Đúng rồi, rụng trái non là mình phải đi tỉa này. Bây giờ mình có nghĩ ra một ý tưởng em nhé, là mình sẽ mang cái trứng con chim cút rừng này mang về cho con cô gái ở nhà mình ấp anh em ạ. Để một thời gian xong rồi mình mới thăm ấy, thì cái đấy là không được, kiểu như là nó nở phát là nó sẽ chạy theo bố mẹ nó luôn. Một ý tưởng quá dại dột, nên là mình sẽ nhặt lấy 2 quả, tổ này có 4 quả này, mình sẽ nhặt lấy 2 quả xong rồi về cho con cô gái mình ấp xem là khi mà nở ra cũng như là nó có nở không anh em nhé. Muốn biết nó có nở không thôi, nở thì là mình sẽ nuôi lên, còn nếu mà không nở thì thôi. Khu vực nó nhiều mà cút rừng, nhưng mà đi tìm hẳn mấy khu này chắc cũng phải tầm 5-6 tổ đấy. Nhiều. Bắt 2 trái cả 2 cái về thế nào. Đấy trời. Còn 2 cái thì để đây. Lúc bên thăm. Đấy. Ấm phết anh em ạ. Ấm. Chắc ông đang ấp dở dang đấy. Sắp nở đấy cái này. Trứng chim cút này. Giống kiểu trà mào nhỉ. Bây giờ bỏ vào tổ trà mào cũng hợp lý. Mang cái này về cho cô gái. Đây rồi, bồ câu đây rồi. À đâu, cô gái đây rồi. Đấy trời ơi, 2 quả trứng. Đấy, bây giờ mình bỏ thêm 1 quả chỗ này, 1 quả chỗ này nữa. Ui, cái quả hình như hỏng rồi sao nhỉ? À, nó bị kiểu bị dập nát đấy anh em ạ. Sao? Đấy. Như này. Để em xem là cái con mái kia nó có chịu về ấp không. Ấy 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 ấy, con mái về ngó anh em ạ. Kìa kìa kìa, thấy chưa? Ấy trời ơi. Ô, quái lạ nhỉ, sao cái con gì nó đẻ trứng vào đây nhỉ? Ở những cái con dòng chim sâu ấy, cái con chim tù hú nó còn hay về đẻ trứng vào cơ mà. Nhưng không biết cô gái thế nào nữa. Gọi là ấp thử nghiệm để em xem là khi mà cái con chim cút rừng kia nó nở ra thì là cái con cô gái nó có nuôi không.
tính thời gian này thì nếu mà cái con bồ câu ở đâu, con cu cút rừng cũng đang ấp, mà cái con cu gáy của mình cũng đang ấp, thì khả năng sẽ ở cùng nhau anh ạ. Chắc cũng sinh lệch mấy hôm thôi, nhưng mà để xem. Nếu mà nó không chịu nuôi thì mình bỏ ra nuôi con chim cút rừng, con chim mà cô gái. Và đây dần bắt ong về nuôi để biết cái món này này. Đây chính là măng khô nhá, măng chua mà mình kiểu dạng như là làm cái măng nó sổm ấy, xong rồi mình mang ra phơi khô. Phơi khô để một thời gian, khi mà nó khô vào kiểu này là mình sẽ đóng gói những cái tổ ong mà mình đi tìm về ở cái thời điểm tháng 11, tháng 12, khi mà mình bắt là sẽ mang cái quân của nó ra xào, xong rồi làm gỏi, mang cái này ra ngâm nước, xong rồi làm gỏi kiểu dạng là gỏi cá nhảy của mình đấy, nó kiểu đấy, ăn nó sẽ vị chua chua. Cái này bây giờ được khô rồi này, đấy rồi thơm cực anh em ạ. Cái này thì ăn được luôn này, nó chua, nó chỉ cái măng thôi mà nó không phải ấy nhưng mà dai cực, chua. Cái này ngâm nước, bỏ con ong vào gắm, lấy cái lúa gắp rồi nhắm bia, nhắm rượu thì tuy không biết uống rượu bia nhưng mà cứ nói thế là nó khoái. À, cái cây này của mình nó khô chưa nhỉ? Dạo này sẻn xuống nhiều lắm. Cái này khô chế lồng, chế lồng còn đi bẫy. Cứ phơi ở đây chứ đi. À, con này bây giờ mình em biết là nó chỉ ăn ngô thôi anh em ạ, nó không ăn cám đâu. Mình bỏ cám vào cái khóng bên kia kìa, nhưng mà nó không ăn. Này, suốt từ lúc mà mình mang về nó chỉ có gặm cái bắp ngô rồi thôi, còn ngoài ra là không ăn cái gì. Này, bên ngoài này mình có bỏ như kiểu cho con gà ăn ấy, nhưng mà nó không ăn đâu, ăn đúng mỗi cái ngô này. Bây giờ mới biết là cái mỏ của nó sinh ra kiểu đấy để làm gì, thì ra để cắn hạt ngô. Yến phụng nhá, người ta gọi là con này là yến phụng, ở tay họ gọi là nậu yểng rồi đấy, yểng kia. Khui cái thùng nuôi dễ ra xem nào. Ấy, có một con này. Ôi, còn mấy con kia đâu nhỉ? Thêm con anh em ạ. Ui dồi, còn mấy kia là trốn trong này quá. Ui, mấy con kia không thấy luôn anh ơi. Ồ, hết nước rồi này. Ở bên trong này không có gì để ăn luôn. Ôi mà mấy con kia, hôm trước là mình bỏ vào tận 4 con rồi mà, 3-4 con rồi mà. Khô quá. Khô cái này làm sao mà nó đẻ được, nó đẻ trứng vào được. Chứ này làm vui vui thôi, chứ còn để mà sinh sản thì chắc không thành công đâu. Lấy trứng dễ. Con không biết nó chạy đi đâu rồi. Còn 3 con cơ mà, hôm nọ bổ 4 con, bây giờ chỉ còn mỗi 1 con. Hay là bị trộm, trộm nó chim ăn rồi nhỉ. Một con nuôi, nuôi này để khi nào mà có con chim thì mình cho con chim ăn. Ok thì chắc là video mình xin phép dừng lại đây nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người gieo theo. Bye bye.